Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Trước thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, việc cảnh báo nguy cơ cháy rừng được ngành chức năng tỉnh Cà Mau chú trọng và thường xuyên thực hiện nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất. Thông tin này sẽ mở đầu cho bản tin chuyển động ngày mới hôm nay. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau cho biết, tính đến ngày 1 tháng 4, có gần 35.640 ha rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn, trong đó báo động khả năng cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm hơn 12.500 ha. Trước dự báo trên, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp các ngành, các chủ rừng và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là ý thức sử dụng lửa của từng cá nhân, hộ gia đình sống trong vùng ven rừng. Nghiêm cấm các tổ chức cá nhân không có trách nhiệm tự ý vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao của vườn quốc gia Minh Hạ. Các khu vực rừng tập trung có trữ lượng cao thuộc các đơn vị chủ rừng trực tiếp quản lý đang báo động cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Ở các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, đề nghị các chủ rừng phải bố trí lực lượng, phương tiện trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 trong suốt mùa khô để chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Với gần 31.700 hecta rừng ở huyện U Minh hiện nay, thì có hơn 9.000 hecta rừng dự báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài như hiện nay, Hạt Kiểm Lâm U Minh đã tăng cường một tổ máy bơm gồm 4 thành viên tham gia trực phòng cháy chữa cháy rừng tại vườn quốc gia U Minh Hạ, đồng thời chỉ đạo lực lượng Kiểm Lâm địa bàn phối hợp chặt chẽ với các xã có rừng và các chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra cấp độ dự báo cháy rừng, ứng trực 24/24 giờ. Quản lý và nghiêm cấm những người lạ mặt vào rừng bắt cá, ăn ong, bố trí các tổ máy bơm trực phòng cháy chữa cháy tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Trước nhiều diện tích rừng dự báo cháy ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, huyện Trần Văn Thời chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài trong những tháng tới đây. Qua khảo sát của ngành chuyên môn và những hộ có rừng, hiện nay mực nước dưới chân rừng tràm đã khô cạn hoàn toàn. Trong khi đó, thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho các loại cỏ dại chết khô, lá cây rụng xuống tạo thành lớp thực bì dễ cháy. Chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể xảy ra cháy rừng bất cứ lúc nào. Nói chung ý thức ở đây thì bà con ý thức cũng cao lắm. Nói chung là mình mùa khô thì ai cũng có ý thức hết. Nhưng mà cái lo lắng năm nay nhiều nhất cái vấn đề là khô hạn quá, cái nước nó không có. Mình tránh cái tình trạng nếu có sợ lỡ xảy ra, nhiều khi là mình không có xử lý được, không có nước để mình có khi mình sử dụng để mình dập lửa ra này kia nếu nó gây ra cháy. Bởi vì bà con năm nay cũng rất lo lắng vấn đề này, ai cũng có ý thức hết. Nhưng trường hợp mình cũng gắng giữ vấn đề bên ngoài, sợ người ta có dối đi vi phạm á, những con người ta cũng đi kiếm ăn suy văn ong này kia nọ, mình không có trực tiếp, mình không có mà phát hiện được á, mình sợ cái vấn đề đó. Cái ý thức của bà con phải nói là rất cao. Bởi vì là cái đặc thù của đất ở đây á, thì bà con người ta sản xuất nông nghiệp rất là kém, rất kém hiệu quả. Cho nên bà con người ta trồng rừng theo chủ trương của nhà nước, rồi với cái tinh thần trách nhiệm của người dân đã thấm nhuần được các buổi họp mà được cán bộ tuyên truyền, rồi hướng dẫn, rồi trách nhiệm, rồi cuộc sống của bà con gắn liền với rừng. Nếu rừng cháy thì không thể là mua bán giao dịch với ai được khi cây tràm đã bị cháy. Cho nên bà con ý thức rất cao. Ngoài việc tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy rừng, ký cam kết bảo vệ rừng, ngay từ đầu mùa khô, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương đặt các biển báo cấm lửa những khu vực cấm vào rừng nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng xảy ra. Cho hộ dân phối hợp với chỗ các đội trên vườn quốc gia Minh Hạ là gian lâm phần của trên địa bàn xã Trần Hợi thì tham gia trực tại các chòi quan sát. Thứ nhất là cái thời gian trực thì từ 7 giờ đến 12 giờ và chia thành 2 ca. Trên địa bàn thì có chia làm 4 đội thì mỗi một ngày trực là 8 ca. Thì bà con hiện tại thực hiện thì luân phiên xe dòng trong các ca trực là đảm bảo theo quy định. Thời điểm này, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương ở những khu vực có rừng tràm tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát việc ra vào rừng,
và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, lực lượng, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Điều đáng quan tâm là hiện nay, mực nước trong các kênh rạch thuộc lâm phần rừng tràm đã khô cạn. Khi có cháy xảy ra, các phương tiện chữa cháy khó cơ động và không đủ lượng nước để chữa cháy. Trong khi đó, theo dự báo của ngành chuyên môn, mùa khô năm nay có thể kéo dài đến hết tháng 5 dương lịch, nên nguy cơ cháy rừng trong thời gian tới là rất cao. Như vậy, bên cạnh sự chủ động của ngành chuyên môn, bà con trên lâm phần rừng tràm cũng cần nâng cao ý thức hơn nữa trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm đảm bảo an toàn cho những cánh rừng trong mùa khô năm nay. Chuẩn bị cho vụ lúa hè thu năm nay, thời điểm hiện tại, nông dân huyện U Minh đã cày ải được 3.280 ha, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Diện tích cày ải tập trung nhiều nhất ở 3 xã Khánh Lâm, Khánh An và Khánh Hội. Theo bà con nông dân, năm nay diện tích cày ải hoàn thành sớm so với năm 2023 là do thời tiết thuận lợi, nắng nóng làm cho mặt đất khô nhanh, nhiều loại máy cày lớn nhỏ được quy động nên đẩy nhanh tiến độ cày ải. Sau cày ải, bà con tiếp tục vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị xuống giống vụ lúa hè thu, đảm bảo đúng theo lịch thời vụ. Tổng cục Thuế vừa cho biết đến ngày 31 tháng 3, toàn quốc đã có 15.925 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt khoảng 99,94% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Như vậy, vẫn còn 10 cửa hàng chưa thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng là do cửa hàng được bố trí tại một số địa bàn vùng xa chưa thực hiện, chiếm 0,06%. Cũng so với thời điểm công bố trước đây, hiện có một số cửa hàng đã bị đóng cửa hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch nghỉ hè năm 2024 của học sinh nhiều tỉnh thành sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc, sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7. Như vậy, học sinh cả nước đa phần sẽ được nghỉ hè từ tháng 6, chính xác là sau ngày 31 tháng 5, tùy theo kế hoạch của từng địa phương, thời gian nghỉ hè dài nhất là 3 tháng. Dù đã có đề án tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, tuy nhiên để làm tốt theo định dạng mới này không phải dễ dàng với học sinh lớp 11 hiện nay, khi các em đã có 9 năm học theo chương trình cũ. Để giúp học sinh sớm bắt kịp theo chương trình này thì không chỉ cần sự nỗ lực từ giáo viên, các trường mà còn sự hỗ trợ chỉ đạo từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là có một ngân hàng đề chung để tham khảo. Kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, lần đầu tiên học sinh được trải nghiệm theo định dạng đề mới. Bài văn học thì nó là những bài mà em không có trong sách giáo khoa, không có trong chương trình học ạ. Thì nó khá là thử thách ạ. Mà toán thì nó lại thêm phần đúng sai ạ, nên là nó cũng phải yêu cầu nhiều về lý thuyết hơn ạ. Ý là dạng câu trả lời ngắn thì bọn em cảm thấy là hơi lạ. Nên là nhiều đôi khi chúng em vẫn chưa quen. Kiến thức cũ nhưng cấu trúc đề thi mới là thách thức không chỉ với học sinh mà cả giáo viên. Để giúp học sinh của mình được luyện tập thường xuyên với định dạng đề ngữ văn mới, thầy cô giáo cũng rất trăn trở. Đề ra rồi làm rồi cũng vẫn cứ như không phải hài lòng, lại chữa lại, lại làm lại. Và đó cũng chính là cái hành trình mày mò bước đầu. Cũng nhìn chung là nó cũng vẫn là cái việc mà khám phá, khai phá. Bởi vì các con đây là lần đầu tiên với sách mới, chương trình mới, kiểm tra đánh giá mới thì giáo viên cũng là những cái mới đi theo. Nếu như thách thức của ngữ văn là ngữ liệu không nằm trong chương trình học thì các môn trắc nghiệm lại có tới 3 dạng chứ không chỉ đơn thuần là chọn đúng sai. Khó với cả cô và trò nên sớm có ngân hàng câu hỏi để hỗ trợ ôn luyện cho học sinh, giáo viên và chuẩn hóa công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ là mong muốn của nhiều trường hiện nay. Thi tốt mà cũng đã được các cái địa phương mà có cái kết quả thử nghiệm rồi thì sẽ được lựa chọn vào thư viện. Đấy, và như tôi đã biết là đối với cái cách thức như vậy thì giáo viên và học sinh hoàn toàn có thể là tìm hiểu những cái đề thi rồi những cái bài tham khảo ở các cái địa phương khác nhau. Cùng với đó, học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 lại có tới 9 năm học theo chương trình cũ và chỉ có 3 năm học theo chương trình mới.
Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng việc ra đề cần có sự cân nhắc để giảm tải, chứ không nên đặt ra yêu cầu cao ngay từ năm đầu tiên. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng chậm quỹ chuyến, quản lý nghiêm việc điều phối sử dụng slot, tăng giá vé của các hãng hàng không. Trước thực trạng thiếu hụt tàu bay do một số hãng thua lỗ nặng, bắt buộc phải tái cơ cấu nợ, giảm quy mô đội tàu bay, khiến giá vé máy bay cao. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng cường kiểm tra các hãng hàng không về giá vé máy bay, việc đảm bảo duy trì tàu bay do ảnh hưởng của việc triệu hồi bảo dưỡng động cơ máy bay. Tôi đề nghị là cũng hết sức là lưu ý về vấn đề an toàn. Làm gì làm tất cả những cái quy trình liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng máy bay, kiểm tra máy bay là chúng ta không được cắt ngắn. Thế và chúng ta áp dụng các cái biện pháp liên quan thuê thêm máy bay, thuê ướt rồi áp dụng các cái giải pháp để chúng ta làm sao để mà giảm thiểu cái ảnh hưởng. Tôi nghĩ ảnh hưởng thì chắc chắn là bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà mình cố gắng để mình giảm thiểu cái này để phục vụ dân, nhân dân một cách tốt nhất có thể. Liên quan đến giá vé máy bay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng thực tế chi phí đầu vào đang rất cao nhưng giá vé còn chưa chạm trần. Để đảm bảo phát triển dài hạn, các hãng hàng không cần nghiên cứu đề xuất Bộ Giao thông Vận tải trình cấp có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ, kéo giảm chi phí mỗi chuyến bay để các hãng có điều kiện hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi của người dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.